Cuối tuần dẫn mấy đứa nhỏ đến nhà dì hai chơi, cho nó đi vòng vườn chơi cho thoải mái thôi chú. Ở nhà hoài cũng hơi tồi túng ha. Nè con muốn thử không? Dạ. Chú xin dì hai rồi, mỗi đứa hái một cái đi, ăn thử ngon không? Hái miếng phía bên kia kìa. Đây là cây quýt kiết su của cô chú. Con lựa cái trái nào mà nó chuyển qua màu vàng á, con hái. Đúng rồi, con hái đi. Kiết su á. Cạn không? Dì hai cho nè, con lại con hái đi. Kiết su này á, là mấy đứa nhỏ nó mê lắm. Rồi. Đó. Cái này là quýt kiết su cô chú. Mấy em nhỏ mê lắm. Trái mà. Là cây hồng giòn Fuju Zero nè cô chú. Thì cái này là dì trồng xuống dưới đất cho nên là trái nó bự ha. Như cô chú thấy con quay trên video á thì trái nó nhỏ hơn tại vì nó ở trong chậu 7 galon mà. Còn cái này là được trồng xuống đất được gần 2 năm rồi. Đó. Để hái cái trái này cho cô chú xem, mê lắm. Trời lạnh nó chuyển màu á, bắt đầu có trái nó đẹp ha. Đây. Dì kêu hái hết đi. Hai trái lấy lọc thôi dì cô chú ha. Đây. Dì cưng cây dữ lắm. Rồi con sẽ quay một vòng vườn cho cô chú cùng xem nha. Nguyên một vườn mãng cầu luôn. Không ngờ là có nhiều cô chú mê mãng cầu dữ vậy. Mê chưa? Lùng lùng cao khoảng chừng 5 feet, tán tròn. Tỉa cho nó dang rộng ra cô chú để cho dễ chấm bông ha. Cô chú nhìn nè, mê chưa? Nước nhanh một vòng cho cô chú xem nè. 1 2 này út 2 nè. Ba giờ thấy xanh cái gai đẹp ha. Cái giống mãng cầu này nó hơi lạ lạ ha. Để ngồi hỏi gì thử coi nha. Năm. Sáu. Trái đeo. 7 mãng cầu. 2 tháng nữa, 1 tháng rưỡi đến 2 tháng nữa quay cái trái chín cho cô chú cùng xem nha. Nếu mà có dịp, hẹn thì hẹn vậy thôi, nhiều khi bận quá không có thời gian cô chú. Nếu mà đủ duyên sẽ đến thăm vườn của dì thêm một lần nữa, quay lúc mà cái trái thu hoạch cho cô chú xem nha. Sao ngon không? Hả? Cà đâu? Cà chơi với con mà sao con hỏi vú? Hả? Kiếm cà đi. Con đi chừng vấp á. Dì nghĩ khi mà hai trái đeo gì có cần bỏ bớt không? Nếu mà tưới đàng hoàng này nọ năm ngoái á, cái cây này trái lớn hơn bây giờ rất vào cái lúc thời điểm này á, lớn hơn nhiều. Nhưng mà hệ thống bị hư, bị bứt rồi. Dì có cần thuê người tưới nước không? Hệ thống này. Nó hư rồi thay người tứ đi rồi. Cần ăn mãng cầu chừng cần chắc không đủ mày ăn quá. Nó muốn hái đâu nè. Dạ không, không hái đâu gì. Coi như trời nè, trời nè. Nè coi nè. Nhưng mà không có lớn, nhưng mà năm ngoái lớn lắm. Ồ con không cao trở lên. Con nghĩ là vì trồng mãng cầu nhiều dữ gì luôn. Trái nè cô chú. Nó bị thiếu nước nè, trái nè thấy không? Rồi nãy cam kết xong rồi, dì nói là đi lại tưới nước cho dì đi. Hệ thống nó bị hư rồi, dì cho ăn mãng cầu chừa cơm. Nè. Cho thiệt đó, về gì làm hệ thống nước nè, chảy nè, thấy không? Cũng bự chứ không nhỏ nhưng mà nó thiếu nước. Dạ. Thì bởi vậy con nói là cần người tưới nước mà. Nè quay chỗ này cho cô chú coi nè. Tại vì trời tối rồi á.
6 giờ tới hù. Mà giờ này mới xong khách. Cây cam, em mốt thằng kia đang hiếp cây cam nè. Không có chiếc kia đi làm. Một tuần gì thuê con lại một lần đi. Hả? Dì thuê con lại thích xe giường một lần. Quá trời trái luôn vậy ha. Trời, cái cây này thì trái bự nè. Nhìn nó cái chỗ này nó có nước có phải không? À. Nè trái nè thấy không? Ừ. Bự có nhỏ có. Nè. Nè. Đó. Nè. Qua wow, một nhánh này cỡ chừng 20 trái gì. Nè. Đây nè. Đó, đây nè. Bự ở đây nè. Đây có một trái bự. Nhiều nè. Trái quá gì? Hả? Có cần là tỉa bớt không vậy? Nhiều quá vậy? Không, hồi năm ngoái á nó đủ nước á là nó bự hết. Nè cô chú thấy cái chỗ nào mà mình thụ phấn mà cho cái cuốn nó to là cái trái nó sẽ to. Ồ vậy. Chứ lại nằm ở trong thân vậy là trái sẽ to. À. Còn ví dụ như mình cho ngoài cái nhành rời gì thì trái nó sẽ hơi nhỏ hơn một chút. Đó, cho nên là nếu ví dụ như sẽ tỉa cao bớt lên. Giờ nó hơi thấp gì ha. Nó nằm ngoài nhành gì thì trái nó sẽ hơi nhỏ. Nhưng mà nó nằm trong cái thân á, cô chú để ý là cái trái nó sẽ thiệt là to luôn. Ví dụ mấy trái to là nó nằm trong thân không nè. Nè. Mà cái này gì trồng mấy cây này được lâu chưa? 7 năm. Mấy năm mà bự dữ vậy sao ta? Đem trái cho trái này bự quá trời luôn nè. Đúng rồi, kiến là to luôn nè cô chú. Trời ơi, cái nhành chỗ này coi nè. Wow. Của cô của cái ông mà cô nói á. Ổng là nghề chuyên nghiệp, ổng làm cũng phải 7 năm, 8 năm, chục năm gì đó. 45 cây. Wow. Mà trái nhiều, mà ổng để cao nhiều lên trên giống như cái cây bên kia kìa. Hay là tại vườn của chú là trồng lâu rồi đó gì? 5 feet thì gì ha? Cỡ cô là 5 feet á. Con thích ăn mãng cầu Úc hoặc là do thái xanh á. Do thái xanh thì cái phơm nó đẹp, ăn có hậu chua nhẹ. Chua nhẹ thôi, ăn nó không có ngán. Còn nếu mà cô chú nào mà thích ngọt nhiều á, mình chọn cái này là chua ngọt. Ờ. Bởi con thấy da thái xanh nhiều nè. Chua ngọt mà dai hơn. À đúng rồi. Ở đây có cây nè, hai cây. Lý xà nhiều con nhiều bạn thích lắm á. Nhưng mà khó có trái, nhưng mà sau năm nay nó cũng có nhiều ghê. Cái này là Úc đi ra là do thái xanh nữa nè, con thấy gì chồng do thái xanh nhiều nè. À. Cái này là Đài Loan. Đài Loan hả gì? Thấy cái trái nó hơi khác khác. Hồi nãy con nhìn bên kia có một cây nữa hay gì á. Con thấy nó hơi lạ lạ. Ok. Có nhưng mà ít. Hôm mà hôm trước con ghé vườn của cô kia đó. À. Đi xà con ít trái hả? À, khó đậu trái. Không có nhiều bằng Úc hay là do thái xanh. À. Do thái đỏ xài trái dữ lắm luôn hay gì. Mà bằng trứng nè. Thực ra cây này là bị chết rồi, nó mới sống năm nay. Nó bởi vì mình thấy lại. Cái lá nó hơi vàng vàng phải không? Nó mới sống lại, như nó là... mới có lá. Mày chết đi sống lại. Cây này nè, cái trái nó hơi lạ lạ nè. Lisa. Ờ đúng rồi. Lisa mà sao lá nhỏ, còn kia cũng Lisa. Cái này Lisa cái này Lisa thường gì? Ờ vậy hả? Trái nó hơi nhỏ nhỏ, nó không bự. Cái này... Chừng nữa gì siêu tầm cái Lisa Rye á. À. Trồng trái nó bự hơn. Không biết người ta nói ly xà thì mua thôi. Thì mấy thời điểm trước thì mình trồng cái giống này thôi chứ mình đâu có giống mới sau này. Dạ. Trái nè. Đó quay phim mà có hai người đứng hai bên dạch lên cho quay. Quýt dễ sợ. Đó trái đó. Cái này là do mình chấm bị méo đó. Chứ thực ra trái nó đẹp lắm bà chị đẹp. Bởi vì là ông xã cô chấm. Hôm bữa con thấy kênh của cái anh đó, anh chuyên bán cầu, anh kêu là chấm cái làm cho nó đều cái phải không gì? À, cô chấm bằng ống hút. Nhưng mà ống hút á, tại mọi năm là cô chấm, nhưng mà năm ngoái á là cô cái năm trước nữa cô mới chỉ cách ổng làm á. Yeah. Năm nay á là ổng làm hết á. Lâu lâu cái nó tắt xong cái nó lại kêu thay phiên nhau kêu ỉnh ỏi. Cái này là nè cô chú, nếu mà trong vườn mình có những con nào mà nó phá trái cây hoặc là rễ cây hả ba? Là ví dụ như con gì? Mấy đụng đất, mấy con gopher. Đó, một hộp 8 cái. Xong cái về mình cắm với gốc cây vậy nè. Cho nó sợ. Nó đi ha. Nó đi với cô chú. Nè, nếu cô chú thích thì mua xài thử. Hay gì nói là từ lúc mà cắm mấy cái này á, là mấy cái con đó nó không có tới nữa. Chứ hồi trước vườn của dì là ở đây đất rộng á. Là có mấy con đó nó hay vô. Cái này ăn
giòn giòn xốp không thích, thành ra mới để chín kiểu này. Gì? Một hộp này là 8 cái nhưng cỡ nhiêu tiền? Mấy chục quên mất rồi. Rồi mình đem về là mình chỉ cắm xuống vậy là xong hả? Đơn giản vậy luôn hả? Thì nó có nắng ấy. Cái này là nó xài xài năng lượng mặt trời. Ô tiện quá cô chú. Không có tốn pin hay cái gì hết, chỉ có cắm xuống. Vậy là mình mua cái này về xong mấy chục đồng xong mình cắm trên gốc cây thôi. Cái nó có cái nút ở dưới, nút đầu đó nó bấm cái nó kêu. Tức là bấm thì nó on. Dạ. Cũng dễ sử dụng ha. Nè nè. Nhưng mấy mà nên cắm sâu chút nữa. Nè mấy em này nè. Phá dữ lắm luôn. Nhìn mặt đáng yêu chứ không đáng yêu chút nào hết trơn. Nhìn nó đôi lúc thì nhìn cũng thấy cưng thiệt mà sao nó phá dữ gì? Tại vì nó đi kiếm đồ ăn ấy. Chuột nó cũng chạy luôn á. Nhưng mà từ hồi con nuôi con gom nét gách tới giờ không có con nào tới nhà hết trơn. Con cục vàng của con đó. Con mèo đó. Nó đi vòng vòng cái hành lang vậy nè. Thì nó không có sốc. Ở thì nó cho mèo ăn, thành ra hồi đó không có. Đúng rồi. Nó cho mèo ăn thì mèo chạy hết nguyên khuôn này nè. Mà mèo con nào con đó bự gì nè. Chai hình á. Con mèo nhà con á bằng nắm tay à. Ồ vậy. Còn cái con nào con nó bự vậy. Nhưng mà đằng trước á thì mèo không biết ở đâu tới á, ngày nào nó cũng tới. Anh hai đứng gần cây đu đủ để em lấy chủ quyền đi anh hai. Đó, cây đu đủ cô chú. Chồng có chậu chôn xuống luôn hả gì? Không có chôn, cái để vậy đó. Rồi nó ăn xuống. Ồ. Wow. Dĩ nói là tặng con đi cây đu đủ đó cô chú. Vài bữa nó con lại con chở. Đó. Nè điếm ha. Một hàng, hai hàng, ba hàng, bốn hàng, năm hàng, sáu hàng. Mà sáu hàng gì nhân cho bảy đi. Tính sơ sơ là bảy thôi. Là nhiêu cây? Đó, không có đến bảy. Nhưng mà đâu có phải lúc nào cũng đủ đi hàng ngang đủ cây đâu. Thì những cái gời gời là con không tính, nó giống như cái khu này bên này là gời, con đâu có tính nhiều đâu. Ồ vậy hả? Cô không đếm. Mà con mệt quá. Nó con đi con đếm giùm cho dì hai rồi đó. Ồ vậy hả? Nè, một hàng nè, hai hàng nè, ba hàng nè. Đào nè, ngon lắm, cô mới chặt. Bốn hàng, năm hàng, sáu hàng. Bởi vì không có ăn đào ấy. Chồng ngay đây nè. Cái này của bà hàng xóm bà. Dì hỏi ăn thanh long không? À. Thanh long đỏ. Cái nó dạ không ăn, bà nói của hàng xóm, ăn đi. Hàng xóm kêu năn nỉ cho bà để cho bỏ qua, mọi năm cô thảy qua bển. Vậy hả? Mà thường thường ngộ ha. Thanh long là nó qua nhà mình không mà dì ơi. Anh hai lên hái đi anh hai. Thường thường ngay là nó cái trái nó trái. Để lấy cái kéo hái cho khỏi mất công đau tay. Dạ. Trái thì nó qua bên nhà người ta nhiều hơn. Vậy nó thanh long đỏ, xin diễn trái ăn thử. Đó trời vừa bắn cầu này mà chịu chăm. Trái bự không ba? Tại trái còn nhỏ. Cho con một trái một thôi nghe nha. Gì một trái ăn hết đi, cô có ăn hết đâu. Cô còn để nó bị nứt bể đằng trước cái đống kìa. Mà nhà gì có sóc không? Nhiều không? Có. Nhiều hay không thì không biết. Nhưng mà để cái đó năm nay không thấy nó ăn. Vậy là có kết quả ha. Cái đó gì mua trên Amazon hả? Amazon ở trên net á. Nhiều tiền không gì? 8 cái hình như mấy chục quên mất tiền. Vậy là rẻ, đâu mắc đâu cô chú. Dạ được rồi đó lắm. Gì? Dạ được rồi. Ở trên, ở trong nó mới bự. Nói không xả hái đi. Thôi được rồi dì ơi, để đi. Ví dụ như có bạn bè tới gì chia cho. Đâu có cho gì. Ai tới đâu à. Với lại phải hái đi để nó nứt. Anh hai lên hái đi gì gì nó gì chòm sao. Còn trái đó anh sẵn cái là. Như một hàng thanh long của hàng xóm năn nỉ kêu cho để. Ba xoay á. Xoay cái là nó ra à, tới không? Tới. Trời nhanh tối quá ha. Khu này đất rộng quá ba. 20 ngàn. Vậy hả? Có gấp 3 nhà bình thường. Thì bể rồi đó, thấy chưa, mình không hái là nó bể. Nó chín rồi. Nó già đó. Con nghĩ cái này nó ngọt lắm ha. Hàng khủng nè. Bầu bí mốt hữu qua. Thì hôm nay đến vườn của dì hai quay một vòng mảng cầu cho cô chú cùng xem ha. Thu hoạch một ít trái hổ qua nè. Còn nhiều lắm á gì? Nhiều lắm. Tại không tưới chứ tưới. Đông rồi. Anh đứng coi ai cao hơn? Ai dài hơn? Đó. Mình đứng chút xíu rồi.
Cái vàng bồng này năm nay cỡ mấy trăm trái không gì? Không đếm, nhưng mà cứ mỗi lần hái, cứ một hai tuần á, một tuần hái một lần khoảng mười mấy trái, nhưng mà nếu mà hai tuần á thì hai mươi mấy ba mươi trái, cứ vậy hoài á. Mà gì thu hoạch từ tháng 6 ha? Dạ. Mình quá trồng, trời luôn. Trồng mấy gốc? Nhiều gốc. Đó. Biết sao không? Tại thấy Việt Nam á, cứ khoảng gì là trồng. Lấy, tại vì không nếu mà mình một cây á, cứ một lần nó ra là hai trái, ra hai trái một lần. Mình mười, nếu mà mười cây á, thì một lần 200 trái đại loại. Thành ra mới nói á, một lần hái á, hai mươi mấy, ba mươi trái là như vậy đó. Nó cứ bị thòn xuống á, cô mà hắt nó lên á thì trái nó mới dài, không thì như vậy đó. Nè, bầu. Ủa, nè. Cái này nè, làm phân. Lụ á, mà lụ trái nó màu hồng hồng á, màu trắng á. Ngọt, ngọt không gì? Ngọt, ở đằng trước màu đỏ ngọt lắm. Nhưng mà cô bắt đầu bỏ, thành ra con có muốn lấy thì lại có trái à nha. Còn cái gì cho con luôn đi, đặng con kiếm xe bự bự tới con tới con chở một lần. Có ăn lụ thử ở đằng trước á. Thôi để cho đẹp đi gì, hái gì. Ngọt là ngọt rồi. Nó bị nứt. Ở trên nó không ăn nó nứt, mà trái bự bự ở đằng trước cửa. 20. Kêu đủ nè. Ồ, đằng này là chưa tính. Quá trời luôn cô chú ơi. Thôi nghĩ điếm nha, điếm hồi lộn hết trơn cô chú. Con nghĩ là nhiều lắm. Còn nguyên một cái len bên này là chưa điếm à. Múc múc bên kia luôn. Xong cái dòng giữa là cũng chưa điếm luôn. Quay trái cho cô chú xem đây ha. Chung là quá trời mê. Nếu mà cô chú nào có thời gian á, mình chấm bông thì trái nó sẽ thiệt là nhiều luôn nha cô chú. Trái nó sẽ chằng chịt xà với đất luôn. Con phải mang cái bao tay, tại vì con sợ khi mà mình quay phim á, cái mình chạm mình đụng vô á, hư trái của cổ sẽ chày chụa hay này kia kia nọ, con không muốn. Mình cưng cây, mình hiểu, cô chú cũng thương cây cho nên là không có dám lắc qua lắc lại cô chú. Nhiều khi cái cuốn nó mình nựng mạnh quá đó là nó sẽ bị, cái cuốn nó sẽ bị hư á, nó sẽ bị dập á, là cái trái nó không lớn được. Cho nên ta gọi là chai á cô chú. Cho nên là con đi vườn á, con ít khi nào mà sờ vô cái trái á.